Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Lê Thủy. Vâng, xin chào anh Văn, xin chào chị Hải và quý vị nghe đài. Vâng, và cũng không thể thiếu sự góp mặt của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và hy vọng là những chia sẻ của hai chị ở trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị khán thính giả kết nối với chương trình, cũng như là những khán thính giả đang nghe chương trình và theo dõi chương trình trên mạng xã hội. Quý vị khán thính giả thân mến, trong thời gian vừa qua thì chúng ta tiếp nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến một chủ đề mà từ xưa đến nay thì ai cũng nghĩ rằng là cái việc nhà là cái việc thiên chức của người phụ nữ. Nhưng mà xã hội hiện đại thì điều đó dường như là cần phải có sự phân chia lại một cách đầy đủ, đúng không bác sĩ và chuyên gia tâm lý? Vâng. Làm thế nào để cuộc sống hiện đại nó không mâu thuẫn ở những cái việc là cơm áo gạo tiền, rồi là cái việc dọn dẹp nhà cửa, con cái, ai tắm cho con, ai nấu cơm. Gọi là việc nhà ấy, nhưng mà nó toàn là những cái việc mà có thể kể ra có tên, hay là nhiều việc nó gọi là việc không tên. Vâng. Vâng. Thế và những cái việc nhà thì chủ yếu là những cái việc liên quan tới những người thân yêu nhất của mình. Vâng. Những người sinh sống cùng với mình, ví dụ vâng. bố mẹ mình, hay là con cái, hay vâng. là bản thân hai vợ chồng. Ngoài cái việc là chúng ta khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội, chúng ta đi làm công việc, thì còn lại cái thời gian còn lại khi chúng ta bước về nhà thì rất nhiều những cái việc mà chúng ta gọi là việc nhà. Và những cái việc nhà đó nó quyết định rất lớn tới sự phát triển của một gia đình. Vâng. Hay nói cách khác là nó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của hai cái người chính, hai trụ cột chính, đó là người chồng và người vợ. Vì thế nếu chúng ta không có cái cách quản lý gia đình tốt trong những cái mà gọi là việc nhà, thì tôi nghĩ rằng đó có thể cũng là một cái nguyên nhân mà khiến cho cái hạnh phúc của gia đình nó gặp những cái vấn đề nó không thuận lợi. Vâng. Cách đây không lâu thì tôi có đọc một cái bài văn ở trên mạng của một đứa trẻ yêu cầu là hãy tả về bố em. Thì cậu bé mới tả rằng là bố em là một người rất vất vả. Hàng ngày bố em đi làm từ sáng đến tối, và khi về đến nhà bố em cởi trần nằm sofa và lướt web hoặc là chơi game. Còn mẹ em thì lăn xả vào bếp với các món ăn mà em yêu thích. Rõ ràng là ngay từ nhỏ thì trẻ con đã khắc họa hình bố là một cái người không tham gia việc gia đình, đúng không chị Lê Thủy? Vâng ạ. Cái điều này đúng là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ các phương tiện truyền thông đến các cái sinh hoạt trong gia đình. Dạ vâng. Chúng ta đang bàn đến việc nhà thì tôi nhớ đến một câu mà ngày xưa các cụ vẫn hay nói ấy, vâng. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đúng. Và dường như nó đã có một cái điều mặc định đấy rồi. Vâng. Xây tổ ấm, hay là chúng ta vẫn hiểu là cái việc nhỏ, việc bếp núc, việc không tên như vâng. chị Hải nói ấy, thì nó là việc dành cho, phân công cho người phụ nữ trong vâng. gia đình rồi. Thành thiên chức. Đúng rồi. Mà bây giờ chúng tôi nhiều khi vẫn chê là tôi không dám nhận cái thiên chức đấy nữa đâu. Vâng. Nhưng bởi vì nó đã quá lâu rồi. Vâng. Xã hội hiện đại thì cái việc kiếm tiền nó cũng chia đều cho cả vợ lẫn chồng, chứ không bảo là vợ làm nhà nhiều bởi vì vợ ít tiền kiếm được, chồng ít làm việc nhà bởi vì chồng kiếm được nhiều tiền hơn. Vâng. Rõ ràng thì cái cuộc sống hiện đại thì cũng phải, cái việc nhà nó cũng phải phân chia cho nó hợp lý, đúng không ạ? Vâng ạ. Việc nhà nó, mình gọi là việc nhà ấy, mà phân chia hợp lý ấy, thì nó không chỉ là những cái việc là anh làm việc này hay anh làm việc kia. Nhiều khi nó là những cái việc nó bất thành văn. Vâng. Và mình thể hiện cái cảm xúc của mình, thể hiện cái tình cảm của mình, vâng. cái trách nhiệm của mình vâng. đối với những cái mà mình gọi là việc nhà. Vâng. Tôi nói ví dụ đơn giản chỉ là việc tắm cho con thôi chẳng hạn. Ví dụ vâng. như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là mẹ tắm cho con thì rất là tốt, nhưng mà hoàn toàn đâu có phải như vậy. Vâng. Có nhiều những cái trường hợp, ví dụ đặc biệt là là con trai chẳng hạn, thì việc bố tắm cho con, rồi bố kể cả trong quá trình tắm, bố chia sẻ cho con những cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, bố chủ động tìm kiếm những vấn đề liên quan tới sức khỏe của con để mà hướng dẫn cho nó, hoặc là bàn với mẹ, chia sẻ với mẹ khi mà cần có sự giúp đỡ, vân vân, ví dụ như vậy. Hay là bố tham gia vào việc dạy con học cũng thế. Nhiều khi cứ tưởng là chỉ có mẹ dạy con học, nữa đâu có phải như vậy. Và trong tất cả những cái việc như vậy thì cái tính gắn kết, cái sự tôn trọng của người con, cái sự thương yêu của người con nó sẽ dần dần được hình thành, đặc biệt là tính gắn kết. Chứ còn nếu như bố kiếm thật nhiều tiền nhưng mà về như anh nói, bố chỉ nằm sofa, lướt web, chơi game, không làm bất cứ một cái việc gì cả, thì tôi nghĩ rằng là dần dần trong cái gia đình đấy, con cái nó sẽ nhìn bố với một cái cách rất là khác, và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Dạ vâng. Cái việc nấu nướng cơm nước rồi là tham gia các công việc gia đình mà cả hai vợ chồng cùng tham gia nấu một món gì đó mà cả hai người đều thích thì rõ ràng nó cũng là sự gắn kết rất là tốt đẹp với các cặp vợ chồng, nhất là các cặp vợ chồng trẻ, đúng không chị Lê Thủy? Vâng ạ. Tôi cũng rất là đồng tình với những ý kiến mà chị Hải vừa chia sẻ. Nó không chỉ là sự gắn kết hay yêu thương hay trách nhiệm. Tôi có thể tôi sẽ kể một câu chuyện mà ngày trước khi mà tôi làm luận án tiến sĩ, có một chị nói rằng là chồng em về nhà không có làm gì hết, và anh ấy vẫn đi chơi game đến 11 giờ anh mới về. Nhưng được cái là anh kiếm tiền tốt, và về nhà thì anh vẫn bảo rằng là anh kiếm tiền như vậy rồi và anh đã thuê người giúp việc để làm tất cả những công việc của anh rồi thì em còn mong muốn gì. Thế nhưng mà khổ nỗi là người phụ nữ thì vẫn thấy rằng là chồng mình chưa thực sự hòa nhập vào cái bộ máy của gia đình, vào cái cuộc sống của gia đình. Và chị thấy buồn vì điều đó. Rõ ràng cái việc thiếu vắng hình ảnh trong những công việc nhà thôi của người chồng cũng khiến người phụ nữ, mặc dù là có người giúp việc hỗ trợ, nhưng vẫn cảm thấy là thiếu hụt, đúng không chị Hải? Và mình cảm giác như cái nhà đấy nó như là cái nhà trọ của anh ý. Anh ý chỉ đi ra ngoài làm những cái việc ở bên ngoài, sau đó thì hết giờ thì anh ý trở về nhà sau khi mà anh ý đã chán chê ở bên ngoài rồi. Anh ấy không đặt cái sự quan tâm chăm sóc, không đặt những cái sự chú ý của anh ấy. Thậm chí anh cũng chán chẳng buồn cảm nhận xem là tình cảm của vợ anh ấy như thế nào, hay là sức khỏe của anh ấy, vợ anh ấy, hoặc là những cái thành viên khác trong gia đình hôm nay có vấn đề gì không, con cái đi học có vấn đề gì không, vân vân. Đâu có phải chỉ là nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, những cái việc mà mình có thể thuê người khác giúp cho mình ấy. Nhưng mà những cái việc đấy, nếu như tôi nghĩ rằng là ở đây mình cứ nói nhiều đến người đàn ông, nhưng kể cả cũng có nhiều người phụ nữ cũng thế, cũng không phải là tất cả phụ nữ đều có thể chỉ làm việc đấy. Nhưng mà tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những cái vợ hoặc là chồng mà chung tay vào xây dựng thì nó mới có thể ấm áp được. Và tôi rất là tâm đắc với ý kiến của chị Lê Thủy là khi mà người bố tham gia vào các hoạt động gia đình thì nó sẽ khắc họa lên hình ảnh người bố trong mắt những đứa trẻ. Nó khác hoàn toàn, đúng không ạ? Tôi vẫn nhớ hình ảnh khi con gái tôi 4 tuổi mà cái đèn nhà tôi bị cháy mà tôi trèo ghế cao cao lên để tôi thay cái bóng đèn. Mà khi đèn sáng rực lên là cô bé vỗ tay nhảy tung tung là ôi giời, bố tuyệt vời, bố hoành tráng quá. Rất là cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm học Lê Thủy đã tham gia vào phần đầu của chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Kon Tum. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Kon Tum. Vợ chồng tôi sống với nhau đến bây giờ là 32 năm rồi. Trong 32 năm đấy thì vợ chồng tôi không, nói chung là chồng tôi thì khó tính nhưng mà kỹ tính, nhưng mà không đến nỗi, nhưng mà từ khi cách đây 5 năm chồng tôi nghỉ hưu ấy, thì về anh rất là khó chịu. Anh ấy không quan tâm, anh khó chịu mà anh không quan tâm đến tôi, mà anh ấy hay la mắng tôi, rồi anh ấy hay chê tôi, rồi hay lôi những cái chuyện từ ngày xưa ra đến mà chỉ trích tôi hàng ngày. Rồi ăn uống cũng thế, nấu cơm nấu nước thì anh ấy toàn là chê ra không ngon không thơm. Rồi thậm chí là có 2 năm trở về đây là anh đòi ngủ riêng. Anh đòi ngủ riêng thì anh năm nay là 64 mà tôi 54 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi. Thì là có 3 năm trở về đây, 3 năm thì là anh ấy cứ đòi ngủ riêng. Thì anh ngủ, trong thời gian anh ngủ riêng thì anh nói chung là cũng thấy vợ chồng xảy ra nhiều chuyện cãi cọ, cho nên là cứ ngủ riêng biết. thì không có gần nhau nữa. Trước khi anh ấy lấy tôi là anh ấy là trai tân, còn tôi là có một đứa con rồi. Anh thì là giáo viên, còn tôi là nhân viên trong công ty, trong cơ quan. Thì là bây giờ anh cứ lâu cái chuyện ngày xưa anh trai tân mà anh lấy tôi có con rồi. Anh cảm thấy thiệt thòi quá đúng không? Thôi, giá mà bây giờ anh làm lại thì anh sẽ lấy cô gái tân chứ không phải lấy cô gái đã có một con như chị đúng không? Vâng, mà tôi thì mọi việc tôi chăm no chu toàn cho gia đình, tôi tất cả mọi việc là tôi chu toàn cho gia đình. Mà khi mà anh lấy tôi xong là anh đi học 6 năm trời, là tôi ở nhà nuôi 3 đứa con rồi là gửi tiền. Rồi thế bây giờ là hai ông bà là có mấy cháu rồi? Bây giờ là tôi nội ngoại có bao nhiêu đứa? Dạ một đứa con riêng của tôi và tôi với anh là có thêm hai con nữa. Rồi cháu nội cháu ngoại ra làm sao rồi? Các cháu trưởng thành hết rồi, có công ăn việc làm rất là ổn định, mà có nghề nghiệp cũng ổn định, trong có địa vị trong xã hội. Rồi lên trước ông bà chưa? Ông bà nội ông bà ngoại chưa? À, hiện tại là tôi có 2 cháu ngoại rồi ạ. À rồi trước đấy ông ấy làm nghề gì nhỉ? Anh là giáo viên, còn tôi là nhân viên ở trong trường học. Cũng là thế bà chị nghỉ hưu trước anh à? Hay là khi mà anh ấy lấy tôi về thì cái thời điểm đấy là lương nó thấp cho nên tôi nghĩ tôi bán căng tin từ cái hồi đấy đến bây giờ thì tôi bán căng tin cho trường học đó. Tóm lại là ông ấy nghỉ hưu 2 năm nay, và 2 năm nay từ ngày nghỉ hưu là ông ấy thay đổi tính nết đúng không? Anh nghỉ hưu 5 năm rồi cơ. Nhưng mà 2 năm nay thì thay đổi tính nết nhiều hơn. Rồi thế là ông ấy năm 64 tuổi thì là trông nhìn người còn to cao lực lưỡng còn. Có, anh to cao đẹp trai, sống độ mà ăn nói thì lịch sự, mà đi ra ngoài thì nói chung là anh giao tiếp tốt lắm. Rồi, thế và bây giờ là một ngày của ông ấy là như thế nào? Buổi sáng là anh ấy đi ăn sáng uống cà phê, rồi xong bắt đầu đến gần trưa thì về. Gần trưa thì về thì ăn cơm xong rồi ngủ cỡ 2-3 giờ chiều bắt đầu lại đi chơi. Anh hay đi chơi cờ. Tôi chỉ biết là anh đi chơi cờ thôi chứ ngoài ra tôi không biết anh đi đâu, nhưng mà anh đi suốt ngày thì anh đi chơi cờ đến tối về ăn cơm. Có hôm thì 11-12 giờ đêm mới về ăn cơm, thì có hôm thì là về chập tối 7 giờ tối là về ăn cơm. Thế thì tôi cũng không theo dõi anh được. Mà anh ấy thì theo dõi làm gì, ông 64 tuổi theo dõi làm gì, ông đi ra khỏi nhà cho khuất mắt là tốt rồi. Chứ ông ở nhà ông lại kiếm cớ ông ấy hành hạ bà thì quá tội. Không biết là cái tình trạng như này thì không biết là anh có ai ở ngoài hay không, mà sao anh ấy lại sức khỏe thì tốt mà lại không cho vợ gần, mà ví dụ như là gần để mà trò chuyện hay là nằm gần, nằm cùng giường với nhau cũng không cho, cũng đuổi ra này. Không phải chỉ có riêng các chị mới có chuyện tiền mãn đâu nhá. Biết đâu là ông ấy 64 ông đang tiền mãn, ông khó tính không cháy nết đấy nhá. Mấy năm nay rồi ạ, mấy năm nay rồi mà cứ thay đổi tính nết lắm, mà ghét vợ lắm. Rồi. Mà không biết sao mà ghét vợ thì tôi nghĩ là không biết anh có ai ở ngoài không mà sao anh về anh ghét vợ thế. Rồi. Thế là con cháu quay về nhà không, hai ông bà ở với nhau? Bây giờ hiện tại bây giờ là con trai tôi ở nhà, cháu đi làm gần nhà, cháu làm kiến trúc sư. Thế hàng ngày nó cũng về ăn cơm với bố mẹ đúng không? Vâng, nó chưa có vợ đúng không? Vợ chồng hôm vừa rồi cãi nhau, thế là vợ chồng tôi nói là bây giờ là nấu cơm anh cứ chê này, rồi cái gì anh cũng chê tôi, hàng ngày anh chê xong anh chửi bới này kia, anh nói nhiều câu khó nghe. Mấy anh mỗi một khi mà anh bực lên là anh cứ lôi cái chuyện ngày xưa lấy tôi ra, anh nói là anh hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Anh ấy thiệt thòi mà tôi thì không xứng đáng. Không xứng đáng làm vợ anh ấy. Rồi anh cứ nói là hai đời chồng rồi mà không biết làm vợ. Rồi anh ấy cứ lôi những cái chuyện ấy ra nói. Rồi anh ấy nói là không xứng đáng là vợ anh ấy, rồi không đúng nghĩa là một người vợ. Thì bây giờ tôi phải làm sao, mà tôi thì lo chu toàn gia đình, nói chung là không ai chê được. Rồi, rõ ràng cái vấn đề này của một chị khán giả gọi đến từ Kon Tum, đây là cũng là vấn đề bạo lực gia đình, bạo hành gia đình đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì chị hãy lắng nghe chuyên gia tâm lý học Lê Thủy chia sẻ với chị nhé. Xin chào chị nhé. Có một điều mà tôi muốn chia sẻ với chị như thế này, đó là hiện tại bây giờ chị cảm thấy rất là căng thẳng, và những lời chỉ trích hay là trách móc của anh ấy thì cũng có thể được coi như là một dạng của bạo lực gia đình đấy. Đó là bạo lực về mặt tinh thần và gây ra cái cảm xúc sợ hãi và lo lắng. Có một điểm nữa mà cũng có ý ở đây là anh ấy cũng cô lập chị, tức là anh không có cái ý là giao tiếp hay đối thoại hay gần gũi với nhau. Thì chia sẻ với chị là cái đấy cũng là một ý về cũng là những cái biểu hiện của bạo lực gia đình. Từ nãy thì tôi cũng có nhớ chị nói đến một điểm nữa, đó là anh ấy cũng đã từng dọa đánh. Vậy thì nếu mà anh ấy đánh nữa thì lại còn liên quan một cái bạo hành nữa, đó là bạo hành về thể chất. Thì cũng rất là mong chị có thể có những cái phương thức để giữ an toàn và không để xảy ra cái tình trạng bạo lực thể chất như vậy. Có một điều tôi rất là băn khoăn như này, thì chị cũng đã thử nhiều cách rồi và để cố níu kéo, để cố trò chuyện với anh ấy nhưng mà dường như là vẫn chưa hiệu quả. Thế thì bây giờ nếu mà, tại vì những cách đấy chị đã làm nhưng mà chưa thay đổi được anh ấy, thế bây giờ nếu mà chị tạm thời quay ra và để thay đổi chính bản thân mình, ví dụ như là sau khi chị nấu ăn xong chị có thể đi nhảy dân vũ với những người phụ nữ cùng xóm, hoặc là chị có thể mặc bộ quần áo đẹp cũng đi cà phê như ông ấy chẳng hạn, thì chị có thấy thoải mái với điều đó không? Cái đấy có, cái đấy tôi có tham gia, mấy năm nay tôi có tham gia. Vâng. Nhưng mà nó vẫn không lấn át được cái cảm xúc gọi là ghen, giận hay là bực tức với ông ấy hay sao ạ? Không, anh không hề ghen tuông gì cả, anh còn bảo là nhiều lúc anh còn nói đùa bạn bè là thì nói là vợ thì trẻ hơn 10 tuổi mà lại xinh đẹp mà lại ăn nói nhẹ nhàng như thế, mà tại sao không ở nhà đi suốt ngày như thế thì mất vợ có ngày. Anh bảo là ai bây giờ ai mà cần thì anh cho luôn, anh không cần. Lúc đấy nghe xong cũng vừa tủi thân vừa bực đúng không ạ? Xong là anh còn nói là còn không thích ngủ với vợ thì thỉnh thoảng đi ra ngoài, ở ngoài thơm tho, không sạch nhưng mà thơm, còn vợ ở nhà sạch nhưng không thơm, anh cứ nói thế, không biết là anh có đi ra ngoài thật hay không. Vâng. Cái chuyện mà anh ấy có mối quan hệ bên ngoài không thì có thể là không ai rõ bằng chị nếu mà chị để ý, chị quan sát đâu. Cái này thì thực ra để làm chị không phải bận tâm một cái mối nghi ngờ trong đầu. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng chị cũng đã cố để thay đổi anh ấy rồi mà tình hình cũng vẫn chưa thay đổi, thì cứ tạm thời là mình quay sang mình chăm chút bản thân mình, hay là mình cũng cố gắng để mình kìm nén cái cảm xúc khó chịu đấy, bởi vì nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này hàng ngày thì cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng ảnh hưởng. Vâng. Tôi mất ngủ thường xuyên, tôi mất ngủ, tôi toàn phải uống thuốc ngủ thôi. Vâng. Nên ngủ được bởi vì là ấm ức lắm. Vâng. Lúc ấm ức lắm ạ. Mà nói thật đấy, bên chuyên gia là tôi là người chăm no gia đình, mà cái chi ví dụ như là cái tiền mà chi phí trong gia đình, những cái khoản gì to là toàn là tôi lo không à. Vâng. Anh không có bỏ ra lương của anh cứ bỏ là anh ấy đủ tiền đi đám cưới, đám xin, đi ngoại giao, giao tiếp này là hết rồi, cho nên là ví dụ như sửa sang nhà sửa là tiền của tôi buôn bán tạp hóa. Từ khi mà tôi không làm nhà trường là tôi về tôi bán tạp hóa thì là nguyên là ví dụ như là cái tiền long mà tôi dồn lại tôi cũng chẳng tiêu xa, thì cứ dồn lại là chỉ có để lo sắm sửa cho con cái, mình gửi tiền ăn học cho con cái, mình sửa sang nhà sửa thôi, chứ tôi bản thân tôi không tiêu đến. Vâng. Còn nếu khi mà nói đến tiền là anh bỏ, anh không có, anh hết rồi. Vâng, như vậy là chị cũng thêm một cái vấn đề nữa, đó là cũng bị o ép về kinh tế đấy chị ạ. Tức là bị có thể là liên quan đến kiểm soát, hoặc là mình bị dồn gánh nặng quá nhiều. Và trong những cái hoạt động mà chị vừa kể thì tôi thấy rằng là chị cũng đã rất là tần tảo và chăm sóc cho gia đình. Chính vì vậy mà cũng hy vọng rằng là chị không có cái suy nghĩ nào đổ lỗi cho bản thân hết. Không phải là vì mình chưa tốt hay là vì mình có điều gì đó mà khiến anh ấy... Thì ngoại giao tiếp ra bên ngoài thì kém anh ấy nhiều lắm, bởi vì anh ấy là anh ăn nói khéo, thì còn tôi thì là ăn nói thật thà, có gì anh nói đấy thôi chứ tôi không biết đường nói. Nên là thường thua thiệt đúng không ạ? Vâng. Có một điều mà chị cũng vừa nói đó là đã bị mất ngủ hoặc là thường xuyên căng thẳng. Vậy thì cái điều này có lẽ là chị sẽ phải cải thiện trước tiên từ bản thân mình. Bởi vì là nếu mà mình chưa yêu bản thân mình đủ ấy ạ, thì cũng sẽ rất là khó để trông đợi vào ai, nhất là với chồng như vậy. Cho nên là ngoài những cái cách chị đã làm như là tham gia nhảy dân vũ, hay là đi chơi với bạn, hay là đi uống cà phê, thì có thể có những cái cách khác đơn giản thôi, từ việc cắm một lọ hoa, rồi là ngửi hương một lọ hoa nhưng mùa này đang có sen chẳng hạn, hoặc là chị đi dành ra cả một buổi một ngày chị đi chơi thì chị thử cảm nhận, hoặc là đi chơi cùng với con cháu mình cũng được, thì để thử cảm nhận xem là nó có khác gì so với những việc mà chị đã cố gắng để níu kéo với anh ấy. Thế thì tôi hỏi chuyên gia là những cái cuộc sống mà nó cứ ngột ngạt như này thì bây giờ hiện tại tôi đang ly thân như này thì nên ly thân hay là ly dị? Đến một lúc nào đó thực ra thì cái chuyện ly thân hay ly dị nó cũng đều có cái giá của nó cả. Và cái chuyện ly dị như ở văn hóa đông của chúng ta thì chưa dễ để tiếp nhận đâu. Còn trước khi đấy là một quyết định lớn, nếu mà từ ly thân và đến ly dị nó là một quyết định lớn, thì có thể chị sẽ phải ngồi phân tích rất là kỹ để xem là những cái gì mà mình cần phải, tức là những cái mặt được và những cái mặt mà hạn chế khi mà mình ly hôn bây giờ là cái gì, những cái tổn thất mà mình có thể gánh chịu là cái gì. Còn một khi mà chị cảm thấy rằng là phải giải thoát để mình có một cuộc sống trong lành, yên ả hiện tại đã, thì cái điều đấy có thể là mình cũng cần cân nhắc. Bởi vì sẽ có những mối quan hệ độc hại, chúng ta gọi là mối quan hệ độc hại thật sự, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Vâng. Thì cứ cái tình trạng như này thì sợ là không chịu nổi, mà biết đâu nhé, chồng tôi có ai ngoài anh ấy về, anh ấy gây sự với tôi như thế rồi là anh muốn bỏ tôi, thì tôi cũng biết là có phải như thế không. Nếu như chị đang nói thì cái điều đấy nó cũng có thể hoàn toàn là nguy cơ xảy ra đúng không ạ? Bởi vì là tôi nghĩ là tôi cũng có thiếu sót, nhưng mà cái ưu điểm là được hơn là cái khuyết điểm. Vâng. Vâng. Rõ ràng là cái vấn đề ly thân hay ly dị thì chị cần phải suy xét một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu nhá. Nếu mà ly thân thì chúng ta được lợi gì, chúng ta thiệt hại những cái gì, và nếu mà ly dị chúng ta sẽ bị mất mát những cái gì. Chị phải đặt hiện hết tất cả lên bàn cân. Từ đến nửa tháng nay là vợ chồng tôi ly thân rồi, mà ăn riêng rồi thì... Rồi, và nếu mà chị cảm thấy như thế là hợp lý thì cũng chả có lý do chúng ta phải tiến tới là việc ly hôn với nhau làm gì. Và chị cảm thấy là như thế là bình thường rồi. Ở cái tuổi xế chiều này, cái chuyện ly dị nó rất là khó. Chị cần phải... Tôi không muốn, mà nhớ anh ấy bắt tôi phải ký vào đơn. Khi mà người ta đã dứt với tình với mình thì rõ ràng là cái chuyện ký vào thì cũng chị... Nếu mà như vậy thì chị chả việc thì chị phải nuối tiếc làm gì nữa. Ừ, tôi có một ý kiến một chút ạ. Dạ. Vâng. Mình ơi, mình dạ. phải tự yêu chính bản thân mình. Sẽ dạ. không ai yêu mình, không ai thương mình cả. Nếu mình ốm, mình căng thẳng, mình stress, sau này mình 54 tuổi rồi mình sẽ tiền mãn kinh, rồi mình mãn kinh. Và khi mình mãn kinh mình sẽ gặp rất nhiều các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe. Đấy, và khi mình mắc một cái bệnh gì đấy, hoặc là khi mình ốm mà không, bên cạnh mình thà không có người còn hơn là có người đã không yêu thương thì chớ, lại còn gây khó chịu cho mình hơn nữa, áp lực cho cuộc sống của mình. Và bây giờ mình cũng đã bắt đầu chững tuổi, chúng mình đã đặt chân sang dốc bên kia của cuộc đời rồi. Vậy thì tôi nghĩ rằng là việc lựa chọn một cái gì đó cho cái cuộc sống của mình nó càng có chữ an nhiên, nó càng tiến tới được thanh thản, thì đấy là mình phải rất là cân nhắc. Còn khi mình không làm được cái điều đấy, mình không thể buông bỏ được, mình không thể nào bỏ được gia đình vì rất nhiều những lý do khác nữa, thì mình phải tự chọn lấy cái cách sống chung với lũ, hay nói cách khác là mình sống chung một cách an toàn và hợp lý. Vì chỉ có mình là yêu mình nhất thôi, mình không yêu mình thì sẽ không ai yêu mình đâu nhá. Rồi. Chắc là có một điều nữa tôi cũng muốn nói thêm với chị. Đó là chúng tôi nhận thấy rằng là chị đã rất là nỗ lực trong mối quan hệ này. Thì cái điều này là điều mà chúng ta để giúp chúng ta thấy thoải mái và chúng ta hoàn toàn thanh thản trong cái mối quan hệ này. Vâng, chị đã cố gắng hết sức rồi. Thế còn một khi mà anh ấy đã cố tình dứt bỏ rồi thì lúc đấy chúng ta không níu được. Chúng ta không giữ được anh ấy ở lại. Bây giờ là chị đang không giữ được về tâm lý ấy, về tinh thần của anh ấy rồi. Thì còn về cơ thể anh ấy, một khi mà anh đã dứt thì chúng ta sẽ rất là khó. Rõ ràng thì với cái câu hỏi này thì hy vọng là cái khán giả ở Kon Tum sẽ đưa ra một quyết định chính xác nhất cho cuộc đời mình. Dù là muộn đi chăng nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Vâng, tôi năm nay 71 tuổi ạ. Ồ, thế 71 tuổi mà vẫn quan tâm đến Cửa Sổ Tình Yêu à? Vâng, có một cái nỗi đau mà bây giờ tôi muốn giải quyết như thế nào đó để giải quyết cái nỗi đau của cuối đời này, mà cũng bây giờ đột quỵ rồi, yếu sức lắm rồi, nhưng mà giải quyết cái nỗi đau như thế nào đó. Tức là anh đang bị đột quỵ á? Dạ, vâng ạ. Ồ, thế à, đau gì đấy? Đau suy nghĩ nhiều về cuộc sống gia đình cho nên là bị đột quỵ. Rồi ôi, khổ thân cụ 71 tuổi, thế cụ đau ra làm sao? Đau là chuyện tình duyên gia đình. Rồi, cụ thể. Vâng, cụ thể thì để cho tôi trình bày tí ạ. Dạ vâng. Vâng, tôi lập gia đình từ năm 1982. Rồi. Đến nay là 41 năm rồi. Rồi. 8 năm trước khi lập gia đình ấy thì gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Rồi. Không mâu thuẫn, không cãi nhau, vợ chồng yêu thương nhau hết mực. Rồi. Nhưng mà đến năm 1990 rồi. Thì vợ tôi có một cái nhu cầu, lúc ấy là cái nhu cầu suy nghĩ rất cao, dạng là cuồng dâm ấy. Rồi. Mỗi một tối là đòi hỏi quan hệ tới 3 lần. Rồi. Thì trong cái lúc quan hệ thì vợ tôi là cào cấu và gào ghét lắm. Đấy là dạng như là dạng cuồng dâm ấy. Rồi. Thì lúc nào vợ tôi lúc nào cũng kêu là thèm quan hệ, và mỗi một đêm 3 lần ấy vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Rồi. Hôm ấy là làng có một cái đám cưới đấy, thì vợ tôi tự nhiên mất đoàn kết, là từ hôm mà làng tôi có một đám cưới thì vợ tôi xin đi chơi một đám cưới vào tối khoảng hơn 2 tiếng, khi trở về vợ tôi hoàn toàn thay đổi ấy. Nó cáu gắt, đầu tiên là cứ lao về rồi vòng tay của chồng nó từ hôm ấy là cáu gắt và không đòi hỏi nữa mà bằng cách là đòi hỏi cấm vận và đòi ly thân. Rồi đấy trở đi là còn coi như là mình gọi là mất vợ đấy. Rồi là mất vợ từ năm 90 hơn 30 năm nay. Rồi là tôi thấy là rất là đau khổ, tôi cho là vợ mình là trong cái cơn cuồng dâm nó mình không đáp ứng nhu cầu cho vợ thì vợ nó bỏ đi, là nó tìm cách nó vượt rào ra để nó ngoại tình ở bên ngoài, tôi nghĩ thế. Rồi thì bây giờ là bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay ai rồi? Vợ anh ấy. Vợ thì kém tôi 9 tuổi. Thế là bao nhiêu? Cũng 62 rồi đúng không? Vâng, 62 rồi ạ. Rồi thì bà ấy còn đang ở cùng nhà không hay là bà ấy đi theo ông nào rồi? Không, vẫn ở nhà, tức là vẫn sống ở đây suốt mà quanh năm với nhau nhưng mà không có một tí quan hệ nào, không đụng chạm đến người suốt trên 30 năm nay. Rồi. Có nghĩa là có vợ cũng như không có vợ, mà vợ còn sống thì chờ cũng như là vợ chết rồi. Rồi, thế hiện tại 62 tuổi bà ấy vẫn thế? Tôi có rất nhiều bằng chứng để nghi là vợ đi ngoại tình. Rồi, bây giờ bà ấy còn bằng chứng bà ấy ngoại tình không? Bây giờ không. Ồ, thế à? Còn đâu. Thế hai ông bà có ăn chung với nhau không? Sau một vụ đổ vỡ, sau một vụ toang hoang cách đây 2 năm ấy thì rồi. Vợ tôi là thôi rồi, không còn cái bằng chứng nữa. Rồi. Tôi vợ thấy là vợ tôi đã làm cho tan nát hạnh phúc gia đình ra và giết chết của hôn nhân cách đây hơn 30 năm. Từ lúc đấy vợ tôi mới 28 tuổi đến bây giờ là sống với nhau nó buồn lắm. Bây giờ là tôi luôn luôn là chỉ trích vợ và tôi luôn gieo cho vợ những nỗi đau và muốn có ý định là muốn ly hôn để cho nó phản, để cũng như là cảnh cáo nhau đấy. Ai muốn ly hôn? Anh muốn ly hôn hay là chị ý? Tôi muốn ly hôn để để giải thoát cho chị ý đúng không? Để cảnh cáo vợ. Để cảnh cáo vợ. Thế là bây giờ thì hai ông bà có ăn chung với nhau không? Vâng, bây giờ thì vẫn sống chung nhau, vẫn bình thường ạ. Ăn chung? Vâng, ăn chung ở chung. Ăn chung ngủ ở chung. Trao đổi nói chuyện vẫn bình thường. Hả? Ngủ chung không động người nhau được. Cách đây 30 năm không động người nhau được. Rồi thì chuyện không động anh trình bày mãi chứ còn gì nữa. Bây giờ cái động cũng chả làm gì nữa. Ông 71 bà 62 rồi còn gì nữa. Đang nói bà vợ 28 tuổi nó hừng hực như thế mà nó không cho mình động vào người nó. Thế thì cái hồi mà 28 tuổi bà một ngày bà đòi 3 lần thì anh đáp ứng được lần nào không? Đáp ứng đủ 3 lần nhưng mà nó đòi 5 lần 10 lần nó đòi hơn không? Thế thì lấy đầu thời gian làm việc khác nữa mà. Nhiều khi ông cứ bịa ra đúng không? 70 lần. Rồi rồi. Tự nhiên đến lúc mà đi chơi về cái là nó cắt đứt quan hệ luôn, chẳng có một lần nào nữa và cũng như vĩnh viễn coi như không còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Rồi thế là được hai ông bà được mấy cháu? Được thế tôi đông con lắm, tôi bộ đội trước khi tham gia ở chiến trường miền Nam về là rồi. Tôi, tổng cộng bao nhiêu người con, bao nhiêu người cháu rồi? Tức là 4 đứa, bây giờ là 20, tất cả là 10 người cháu. Rồi, đấy ghét nhau như thế mà vẫn được 4 đứa con bà, mà từ lúc năm 28 tuổi bà ấy không cho động vào người nữa mà được 4 đứa con, tức là trước đấy là rất là mắn là gì nữa. 28 tuổi nên là trong 4 năm là có 4 đứa con. Rồi ôi thế là mắn thế là gì nữa. Nhả. Rồi thì có ở chung với đứa nào không hay hai ông bà ở với nhau? Cái gì cơ? Có đứa con nào ở chung với mình không? Các cháu nó đi hết không có đứa nào nhà đâu. Rồi thế là có mỗi hai ông bà ở với nhau thôi đúng không? Vâng, mà gia đình bây giờ là nói chung là tất cả hàng xóm riêng là cứ yên ấm êm, nó cứ tị với mình là gia đình hạnh phúc nhất. Úi dồi thế à? Thì không, người ta không biết là cái phía đằng sau đúng không? Thế là anh bị tai biến bao lâu nay rồi? Tức là từ khi mà vợ chồng nó, vợ nó nói lên cái nó lộ ra những cái chuyện của nó ra thì mình bắt đầu mới tạo lên nỗi đau. Lúc ấy mới quay. Thế là bị tai biến luôn à? Thế là được bao nhiêu năm nay rồi? 2 năm. Thế có để lại di chứng gì không? Hả? Có để lại di chứng gì không? Có yếu chỗ nào cơ thể không? Bây giờ yếu đi lại là khó khăn, không đi được. Trước kia phóng xe máy 7-80 cây nhưng bây giờ là không đi xe máy được nữa, đi nằm liệt 2 tháng. Bây giờ nó đi lại chậm chạp được thôi, thỉnh thoảng đi lại được. Còn lúc nơi con đau thì không đi được. Rồi giống như con lật đật bập bênh thôi đúng không? Vâng, thế đấy chứ. Thế mà từ sau khi mà bị gọi là nhồi máu não như thế thì lại càng suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là cái vấn đề này là vấn đề khó. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh trước nhé. Xin mời chị Hải. Vâng, tôi chào anh. Vâng ạ, chào. Tôi cũng nghe câu chuyện của anh với anh Văn từ đầu đến giờ rồi ạ. Vâng. Và bây giờ tôi vẫn chưa hiểu là anh bây giờ thì anh muốn làm gì ạ? Tôi muốn giải thoát cho bà ấy để bà ấy. Không, bây giờ là mới lộ ra. Không phải là giải thoát cho vợ mà là tôi ly hôn vợ để tôi cảnh cáo vợ vì vợ đã gây cho tôi nỗi đau như thế, đúng không anh? Đúng ạ, đúng ạ. Sau đó thì mình sẽ được cái gì ạ? Tôi cảnh cáo thì chắc cả đời bây giờ họ không còn cái gì nữa đâu, chỉ còn có chờ chết thôi. Nhưng mà cảnh cáo vợ thì các con cái hàng xóm nó biết là vợ mình như vậy là gây ra như thế. Tôi nghĩ rằng cái đất này lúc ấy là trái đất này có thể sập xuống, trời cao sập xuống, trái đất nó tung ra, chúng tôi không lừa bỏ nhau mà nó sẵn sàng nó bỏ mình đấy. Vâng ạ. Vâng. Anh, bây giờ thì trong con mắt mọi người thì anh đang có một cái gia đình rất là gọi là gia đình văn hóa đấy. Tức là rất là chuẩn, đúng không ạ? Vâng. Con cái thì phương trưởng, con cháu thì đầy đàn, vợ chồng thì còn nguyên cả đôi, rất là đẹp. Vậy thì mình phá đi để làm gì ạ? Phá đi chỉ để thỏa mãn cái mối thù là bà ấy không cho mình động vào người bà ấy. Sao không phá từ lâu rồi, bây giờ phá làm gì anh? Nên là những lúc trẻ là nhiều khi nếu mà không tìm thấy tốt mà không phải là cán bộ quân đội trở về thì tôi sẽ gây án mạng ở lâu rồi. Vâng. Bây giờ mình chẳng còn gì nữa. Hiện nay thì chị có chăm sóc anh bây giờ không ạ? Tức là kể cả khi anh bị ốm cách đây 2 năm cho đến bây giờ thì chị có là người đồng hành cùng anh không? Trước kia thì bỏ rơi nhau, nhưng từ khi phát hiện với vợ nó bảo là sau một đợt cách đây năm 2021 ấy, vợ nó bảo là đời em suốt hơn 30 năm không chồng, em không đêm nào ngủ được. Vâng. Em đêm nào cũng vậy là bỏ tại sao ngủ được, em bị cơn thèm mấy cơn ấy nó đến mày ấy là em không bao giờ ngủ được, em vật vã, em không ngủ được, đêm nào vậy là em chọc thì em mới ngủ được. Vâng, nghe anh nói chuyện với chúng tôi cũng đang hình dung ra là một người đang rất là bức xúc, đang rất dễ bị kích động. Và anh rất khó kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Ở tuổi như anh mà sau một lần đột quỵ, khi mà chúng ta đang có những cái di chứng ở trên cơ thể như vậy, nếu mình cứ bốc như thế này và mình khó kiểm soát được cảm xúc của mình như thế này thì nó cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu ạ. Vâng, còn chưa biết là có những cái bệnh nền gì khác nữa, nó có thể ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Và một điều tôi thấy rất là tốt, bây giờ là chị hiện nay vẫn sống cùng với anh, vẫn đang chăm sóc anh và vẫn duy trì một cái cuộc sống của gia đình. Vậy thì tất cả những cái việc mà nó quá khứ anh cứ để trong lòng, rồi anh cứ thỉnh thoảng anh lại đào bới nó ra, mỗi chốc anh lại xới nó lên một tí, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đó nó sẽ căng thẳng lắm, nó sẽ làm cho cái tâm lý của anh luôn luôn ở trong trạng thái bị stress rồi. Và mình bây giờ nếu như mình giữ mãi những cái điều ấy ở trong lòng, nó sẽ là người ta gọi là tâm bệnh ấy ạ. Và từ tâm bệnh nó sẽ sang thực bệnh đấy, nó sẽ sang thực thể luôn đấy. Trước tiên là nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, rồi sau đó nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những cái bệnh khác của anh. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh nhá. Anh phải đi tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, mình uống thuốc như thế nào, mình phục hồi chức năng ra làm sao để cải thiện được cái vận động của mình. Hiện tại bây giờ mình có thể là đang giảm vận động thôi, nhưng mà tiến tới nó phải phục hồi được. Tất nhiên mình không thể đi xe máy phóng 7-80 cây được nữa, nhưng mà không phải phụ thuộc vào ai, đó đã là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Thế còn mình vui với con, mình vui với cháu thôi, đừng hậm hực với bà ấy làm gì nữa, bây giờ bà ấy cũng chẳng làm gì được nữa đâu, mình cũng có làm gì được nữa đâu. Vậy thì chúng ta sống với nhau, nó còn tình, nó còn nghĩa, nó còn rất nhiều những cái thứ khác nữa mà để cho mình chăm sóc nhau cho những cái giai đoạn như thế này. Còn việc anh nếu mà cứ mãi giữ ở trong lòng mình tất cả những cái đó thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà trước mắt nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh rất là nhiều ạ. Vâng, đúng ạ. Và anh nên biết rằng là một người đã từng có tiền sử đột quỵ thì rất dễ bị đột quỵ lần thứ hai và nhiều lần sau nữa. Và mỗi lần như thế nó sẽ hủy hoại sức khỏe mình ghê gớm nhá. Yêu bản thân mình chịu đựng được 30 mấy năm còn chịu đựng được cơ mà. Bây giờ lại cứ lên cơn lên xong lại nổi sung lên đi đòi ly hôn bà ấy làm gì. Bà ấy cũng 62 tuổi chứ bà ấy trẻ trung gì đâu nữa. Vâng, tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với anh thêm một điều thôi. Nếu mà bây giờ mình cứ căng lên và mình quyết ly hôn rồi mình cũng cứ công khai mọi thứ thì để sau cùng mình được cái gì, hay là lúc đấy sợ là mình lại tổn thương thêm. Thế thì có một điều mà cũng rất là tốt, đó là chị cũng rất là chăm sóc anh. Thì thôi thì chúng ta cũng sống đến tuổi này là tình nghĩa với nhau là chính. Vì vậy thì thôi cũng mong anh cũng nhẹ nhàng và bao dung. Và có thể là chị khi chị biết được sự bao dung đấy, chị cũng rất là cảm ơn anh ấy. Vâng ạ, thế thì xin chào anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn hai chuyên gia. Chào anh nhé, và hy vọng là anh nhẹ lòng đi nha, đừng có tuổi xế chiều rồi, đừng có luôn luôn bây giờ suy nghĩ như thế, nó già thêm đi nha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Xin chào một khán giả gọi đến từ Đồng Nai. Dạ, em chào bác sĩ, em xin chào anh ạ, em chào em là bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em hỏi về ông xã là ông xã em bị sán chó, đi khám cũng nhiều bệnh viện rồi mà người ta cho thuốc uống này rồi xét nghiệm đâu mà sao mà giờ thì nói đỡ rồi, nhưng mà về là cứ ngày nào phải uống thuốc hiệu uống nó nổi lên đây người mà nó còn cục vậy á. Ông dạ xã bị làm sao? Bị sán chó. Bị sán chó. Dạ dạ. À, đi khám rồi. Dạ đi khám đủ bệnh viện rồi, chỉ đâu đi đó rồi, đi nhiệt đới bệnh viện nhiệt đới này, bệnh viện ngoài Bình Định này, bệnh viện Chỉ Sinh Trung của Quy Nhân Bình Định này, rồi bệnh viện đi nhiều bệnh viện rồi, đi tứ cũng có chúng cũng có rồi, mà đi 2 năm rồi á mà nó ứng biển sáo á. Đi khám thì bác sĩ nói là cũng trả chó nó còn ít lắm, còn rất là ít, nhưng mà sao mà ông trả em cứ nổi mà nổi lên đây người ấy là ngày nào phải uống một ngày một tử thuốc gì ứng á, chứ uống là nó nổi lên nó ngứa chứ không nổi. Rồi thế ông ấy ảnh hưởng cuộc sống không, ghê gớm không, có đi làm đi ăn gì được không hay suốt ngày ngồi gãi? Dạ có chứ, ông xã em đang đi làm việc mà đang đi làm bình thường, nhưng mà kiểu nổi dị ứng lên thì uống một liều thì nó đỡ thôi. Ừ. Thế là cái hiện tượng nổi lên nó ở ban ngày hay là ban đêm? Dạ ví dụ giống thì buổi tối thì uống một cữ thì nó được, đến chiều mai là phải uống tiếp chứ uống là nó nổi. Rồi. Nhiều khi là đi làm là quên đi thì lại cảm thấy là không khó chịu, nhưng mà cứ về nhà là sảnh giang là bị, đúng không? Đi làm cũng về, ông xã em làm trong quân đội á. À thế à, ông ấy làm quân đội à? Dạ dạ. Rồi không biết làm thế nào để triệt để chữa được cái bệnh này thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Dạ dạ, em lo có uống thuốc nhiều, em lo. Em nghe Cửa sổ tình yêu bác sĩ cứ hay tư vấn về sức khỏe rồi em gọi điện hỏi thôi. Rồi bạn lắng nghe chia sẻ của chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình nhá. Ừ, dạ, cảm ơn bạn. Dạ. Vâng. Thực ra thì bị nhiễm các cái loại ký sinh trùng từ vật nuôi ở trong nhà của mình ý, chó này rồi mèo này, những cái con mà sống cùng với mình thường xuyên ấy, thì khi mà bị nhiễm những cái con ký sinh trùng đấy ấy, nó đã rất khó điều trị rồi và nó lại hay tái phát. Thế nhưng mà khi mà nhiễm sán, đặc biệt là sán thì nó có rất nhiều các cái kén đấy anh ạ. Và cho nên là điều trị thường có thể nó chỉ là hết cái triệu chứng đấy thôi, nhưng mà cái nguyên nhân của nó mà chưa hết thì nó rất dễ bị tái phát. Những cái con sán nó rất đặc biệt là chỉ cần một cái đốt sán thôi là nó cũng có thể tự sinh sôi nảy nở, vâng, và nó phát triển ở trong cơ thể của mình. Nó có thể nằm ở dưới da, nó có thể nằm ở các cái tạng. Cho nên là điều trị những cái bạn này thì tôi cho rất là khó. Vậy thì cái chính của nhà mình bây giờ là phải điều trị thành công cái sán chó đấy thì nó mới hết được em ạ. Chứ còn là khi mà trong người vẫn còn thì chắc chắn là chồng em sẽ có những cái biểu hiện như vậy. Và không phải chỉ là dị ứng, không phải chỉ là ngứa đâu, nó chỉ là những cái phần ngoài da nó nổi lên thôi. Chứ còn nếu như nó làm nang hoặc là nó phát triển ở trong cơ thể, đặc biệt khi nó nằm ở cái tạng nào thì nó sẽ hủy hoại cả cái tạng đấy luôn. Thì hy vọng là phải diệt được hết tất cả cái mầm, những cái mầm bệnh, những cái nang đấy thì chồng em mới khỏi được nhá. Chứ không nó sẽ nguy hiểm đấy. Tôi nghe bạn nói thì mới chỉ là uống thuốc mỗi khi nổi mẩn lên, tức là điều trị triệu chứng thôi. Điều quan trọng nhất là phải diệt được cái con ký sinh trùng đó nhá. Còn chưa diệt được nó thì không thể khỏi bệnh được đâu, và nó lại nổi mẩn lên lại đi uống điều trị để cho nó xẹp xuống là cũng không phải là điều trị được một cách triệt để nhá. Dạ dạ. Rồi, chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Vâng, tôi kết hôn với ông xã nay là 33 năm. Rồi. Mà sinh với nhau, kết hôn đàng hoàng mà. Sinh với nhau được 2 đứa con rồi, 2 người con. Rồi. Cháu lớn là 30 tuổi, bé là 16 tuổi. Rồi. Nhưng mà nói chung là cuộc sống với ông xã từ bắt đầu lấy nhau chỉ được có 1 năm, hơn 1 năm là thấy bình thường, còn sau nhiều cái nó xung khắc bất đồng quá mà đến bây giờ nó cứ trì trệ như vậy. Rồi. Mà ông đã có quân bên ngoài rồi. Ồ thế à? Nhưng mà tôi cũng bao lần tha thứ này kia rồi, nhưng mà kiểu ông cũng có cả rượu nữa. Rồi. Cho nên con người nó có một cái tính phũ phàng á. Rồi. Có phù hộ pháp, nói chung là bạo lực. Rồi. Kết hôn 32 năm là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ tôi muốn tư gia tin ra là tư vấn cho tôi là nên tiếp tục cuộc sống hay thôi. Rồi. À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 55 tuổi. Thế là ông ấy bao nhiêu? Ông ấy 56 tuổi. Thế à? Hai anh chị có hai người con đúng không? Một đứa 30, một đứa 16. Dạ. Ngoài ra thì ông lại còn có thêm một cái con ngoài gia thú bên ngoài. Cái này có chính xác không chị? Bên ngoài nhưng ông nó không có, ý là ông không có đứng ra nhận, nhưng mà cái ngày đầu tiên ông nghĩ là tôi không biết. Nói chung là trước khi đó đã biết rồi, nhưng mà ngăn đóng cửa cài thiên trong nhà để nói ông nó không nghe, xong ông để cho là để lại một đứa con, nhưng ông nó hiện bây giờ ông nó cũng không có đứng ra nhận. Nhưng mà cái ngày mới ban đầu sinh là ông nó đã gọi điện về cho chị gái cái người ông nó có con đó là ông nó đặt tên đàng hoàng. Rồi, thì tóm lại là có một đứa con riêng, mà đến bây giờ thì nó cũng không chạy đến nhận bố, bố cũng không nhận con, đúng không? Thì tóm lại xí xóa coi như là mắt không nghe tai không thấy thì thôi nhá. Bây giờ tóm lại là mâu thuẫn gia đình là đỉnh điểm như thế nào? 32 năm làm sao? Đánh nhau chửi nhau suốt ngày à? Thì là trong cái khi ông đã có những cái chuyện nữa bên ngoài rồi thì tôi tất cả là bỏ qua vì rồi bỏ qua rồi thì còn kể lại làm gì nữa. Bạo lực, nói chung là bạo lực gia đình đến giờ ông nó cũng không, ông thậm chí ông đi đánh bài về, chơi đêm đánh bài về, tôi cũng không có kiếm chuyện gì mà ông nó ý chung là nó bây giờ đã như vậy mà cứ đòi hỏi ở mình quá nhiều. Rồi thì ông ấy đòi hỏi gì hả chị? Và ông mong muốn điều gì? Tình cảm là phải này kia, rồi nói chung là mình đắm đuối, nhưng mà mỗi khi rượu về rồi cứ chửi bã rồi gây chuyện rồi bạo lực thế chất của, rồi bây giờ bạo lực cả tinh thần. Rồi thế ông ấy đánh chị bao giờ chưa? Đánh nhiều lần, đánh ngày xưa là đánh nhiều lần. Bây rồi. Giờ kể là mới gần đây đi đánh bài về nửa đêm 1-2 giờ sáng rồi cũng kiếm chuyện, rồi mình cũng phải bủa khỏi phòng khỏi nhà ra đi rồi mà ông nữa nói chung là ông nó bạo lực thể chất từ ngày xưa đến bây giờ ông còn bạo lực cả tinh thần. Ông rồi là, tôi thấy chị là rất là tân tiến và chị rất là am hiểu update được nhiều thông tin đấy. Chị dùng từ bạo lực suốt cả liên tục từ kể về cái mối quan hệ của với chồng. Vâng, chỉ được có một năm. Rồi, chị kể một năm rồi, chị kể lần thứ hai tôi vẫn nhớ là một năm mà, chứ nó có dài ra được hơn đâu đúng không? Và chị đang chịu đựng trừ 32 trừ 1 thì còn là 31 năm nay chị chịu đựng bạo lực đúng không? Bạo lực tinh thần và bạo lực thể chất đúng không? Mà mỗi lần ông đánh bài về chắc là thua thì ông về ông lại bạo lực tiếp đúng không? Bây giờ chị mong muốn điều gì? Tôi mong muốn là bây giờ chuyên gia tư vấn có một cái quá trình như vậy cho tôi thông suốt cái tư tưởng là nên ở hay nên thôi. Bây giờ thì chuyên gia tâm lý học Lê Thủy sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ. Vâng. Chị ơi, như vậy là chính chị đặt ra câu hỏi nhưng mà chị cũng rõ về câu trả lời của chị trong đó đấy. Bởi vì là có 32 năm hôn nhân mà có tới 31 năm bất hạnh. Và chị cũng đã nhìn nhận ra rất là rõ là ông ấy đang bạo lực chị cả về tinh thần và cả về thể chất. Thế thì trước tiên nói với chị như thế này, đó là không ai có quyền được bạo hành chúng ta về thể chất hết. Và cái điều này là đầu tiên chị cần phải giữ được an toàn cho mình. Tránh tất cả những cái cuộc ông ấy bạo lực về thể chất, ông ấy đánh đập hay là gây ra tổn thương cho mình. Cái thứ hai là để xác định xem là có nên ly hôn hay ở tiếp, thì chính cái điều này chị cần phải tự hỏi rõ hơn hết là chị đã sẵn sàng với điều đó chưa? Bởi vì nếu mà đổi lấy một cuộc sống mà nó thoải mái, chúng ta tạm gác lại đứa con lại đã nhá, đứa con riêng của ông ấy nhá. Đổi lấy một cuộc sống thoải mái về mặt tinh thần, mình không bị chì chiết, mình không bị bạo lực nữa, thì cái điều đấy bây giờ chị cũng không còn ít tuổi nữa rồi. Thì nếu mà có lấy cái sự thảnh thơi, vui vẻ và an nhiên cho mình thì tôi nghĩ rằng điều đấy cũng đáng, bởi vì là 30 năm vừa rồi mình đã chịu quá nhiều những cái đau khổ rồi. Thế tuy nhiên nghĩ đến cái chuyện đó, cái chuyện ly hôn đã đành, nhưng mà mình còn phải cân nhắc rất là kỹ về kinh tế như thế nào, về con cái ra làm sao. Bởi vì nếu bây giờ ly hôn mà kinh tế mình lại bị chơi vơi, mình không, thậm chí mình không có chỗ ở hay mình không có có một nơi nào đó để an toàn cho mình thì cũng không nên. Đó thì đấy là một vài ý tôi muốn chia sẻ thêm với chị. Không biết là bác sĩ Hải có chia sẻ thêm không ạ, với góc độ là cùng tuổi ạ? Vâng, thật sự là nghe câu chuyện của chị tôi thấy mặc dù chị nói cũng khá là nhiều, câu chuyện của chị thì cũng rất là dài, nhưng tựu chung lại thì mình cũng đã chịu một cái cuộc sống mà bị áp lực trong thời gian rất là dài rồi. Có lẽ là dành cả tuổi thanh xuân của mình để chịu áp lực và luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng. Và bây giờ thì khi mà mình đã 55 tuổi anh Văn nhỉ? Vâng. Khi mình đã 55 tuổi rồi, mọi thứ nó cũng khá là ổn định. Còn có một cô con gái 18 tuổi ạ. Thì sắp tới bạn ấy cũng sẽ trưởng thành hơn. Thì tôi nghĩ là chị sẽ đỡ vất vả hơn. Vậy thì cái việc mà chúng ta xem xét để cho cái quãng đời còn lại của mình, cái cuộc sống của mình nó có thể nó thoải mái hơn, nó đỡ vất vả hơn, và quan trọng nhất là nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Bởi vì nếu tình trạng này mà còn tiếp tục kéo dài thì một ngày nào đấy mà ông ấy uống rượu về, ông ấy bài bạc về, và ông ấy sẽ có thể gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chị. Vâng, đã có rất nhiều những cái câu chuyện hiện nay rồi là gây tổn hại đến tính mạng của chị luôn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho mình không mấy mà lại suy nhược cơ thể. Bây giờ đã suy nhược về mặt tinh thần rồi thì còn lại suy nhược về mặt cơ thể, và nó kéo theo sẽ rất nhiều điều nó không có lợi cho chị nhé. Vâng. Vâng ạ. Hy vọng là chị đã nghe những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi và sẽ có lựa chọn một phương án tốt nhất. Yes. Vâng ạ. Xin chào chị. Cảm ơn Duyên ạ. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Vâng ạ, em đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng. Chị hỏi vấn đề gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? À, anh ấy cho em hỏi là con gái như em ý, trước cháu đi cấy mấy lần thì không được, lần này cháu được 2 tháng thì cháu lại bị ra mắt là do nguyên nhân ra đâu ạ. Rồi, thế là đây là con gái chị à? Vâng. Con gái chị lấy chồng lâu chưa? Cháu lấy được 6 năm rồi ạ. Thế mà không thấy có em bé đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế là hai vợ chồng chúng nó là quyết định là thụ tinh nhân tạo đúng không? Vâng, vâng. Tức là còn nhờ hỗ trợ sinh sản. Ở địa điểm nào, ở cơ sở y tế nào vậy? Có phải là nơi uy tín không? Cháu làm ở Bưu điện Hà Nội ạ. À, Bưu điện Hà Nội cũng là một bệnh viện rất là uy tín trong việc hỗ trợ hỗ trợ ở sinh sản. Thế là làm mấy lần rồi? Cháu lần này là lần trước thì cháu được hơn 1 tháng thì nó lại bị hỏng mất anh ạ. Rồi, thế đây là lần thứ 2, được 2 tháng lại hỏng đúng không? Vâng ạ. Rồi, có người làm chục lần cơ mà. Cái này là một quá trình và rất phải kiên trì. Là do là người đàn bà hay là do cái cơ địa của người đàn bà ấy. Rồi. Đó. Thế thì trước khi làm hỗ trợ sinh sản thì bác sĩ kết luận là chúng nó bị làm sao mà khó có con? À, con trai con rể như em ấy nó bị yếu tinh trùng. Thế em phải nuôi cấy cho nó béo tốt thì mới thụ tinh với vợ được đúng không? Với trứng của vợ được. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ lý giải tất cả những cái thắc mắc mà chị vừa nêu nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải. Em cảm ơn chương trình ạ. Xin chào chị. Thực ra là rất là thương con đúng không? Vâng. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu năm nay 30 chị ạ. Ừ, con 30. Con làm nghề gì vậy chị? Cháu làm giáo viên ạ. À thế hả? Giáo viên cấp mấy đấy? Cấp cháu tiểu học. Dạy cấp 1, cháu dạy ở ngoài Hà Nội ạ. Giáo viên tiểu học đúng không? Vâng. Giáo viên tiểu học bây giờ cũng nhiều việc lắm ý. Và đôi khi cũng áp lực về giáo án rồi là dự giờ vân vân. Họ cũng rất là vất vả chứ cũng không phải là nhàn hạ gì. Không, lúc mà cháu chuẩn bị đi thế này thì cháu xin nghỉ luôn mà chị. Cháu không đi dạy nữa. Thế hả? Tức là tại vì rất là mong muốn có con cho nên là chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Con lựa chọn bệnh viện Bưu điện thì cũng là một cái địa chỉ rất là tin cậy trong hỗ trợ sinh sản ấy. Thực ra thì cái việc mà kể cả là hỗ trợ sinh sản rồi thì hỗ trợ sinh sản chỉ là cái phương pháp mà người ta sẽ làm cho trứng và tinh trùng nó gặp nhau để tạo phôi ở trong ống nghiệm. Sau đó thì người ta sẽ được bao nhiêu phôi thì người ta sẽ quyết định sẽ chọn những cái phôi nào tốt hay là những cái phôi nào khỏe nhất. Sau đó người ta sẽ cấy vào trong tử cung và để cho phụ nữ quá trình mang thai. Vì thế mà việc có giữ được cái thai hay không á thì nó phụ thuộc vào cả hai yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái chất lượng của cái phôi. Phụ thuộc vào cái chất lượng là cho dù là tạo thành phôi rồi, thế nhưng mà cái phôi đấy nó có bình thường không, nó có khỏe mạnh hay không, thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái phôi đấy là chính. Thứ hai nữa là đúng như bạn lo lắng, tức là phụ thuộc vào người mẹ, phụ thuộc vào tử cung của người mẹ, phụ thuộc vào nội tiết tố của người mẹ. Nếu như mà cái tử cung nó tốt, niêm mạc của nó đảm bảo để có thể phôi nó làm tổ và nó phát triển được, thì lúc đấy phôi nó mới phát triển để thành bào thai. Và bên cạnh đấy thì những cái tình trạng về sức khỏe của mẹ, kể cả nội tiết tố của mẹ có ổn định hay không, hay là có tốt hay không, nó cũng quyết định đến sự phát triển của thai. Và như anh Văn Anh đã nói rồi, cái tỷ lệ thành công của nó không phải 100% đâu chị ạ. Đấy, việc tạo được thành phôi đã khó rồi, nhưng mà đưa phôi được vào trong bào thai, vào tử cung để phát triển thành bào thai, nó cũng không phải là tỷ lệ cao đâu. Có khi có những trường hợp tỷ lệ của nó dưới 50%, tỷ lệ thành công dưới 50%. Vì thế là bây giờ thì thế này, hay là mình đổi thầy đổi thợ đi, đổi tay đi. Ở Hà Nội có rất nhiều các cái cơ sở khác chị ạ. Ví dụ như là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, rồi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đấy, rồi Bệnh viện 108, 103 vân vân. Rất nhiều những cái cơ sở. 103 cũng có à? Có chị ạ. Vâng. Những cái bệnh viện lớn như vậy họ đều có cái khoa hỗ trợ sinh sản ấy, và nó cũng rất là tốt. Mình thử thôi thì gặp thầy gặp thuốc xem, mình thử đổi lại xem. Và trước khi làm thì nếu như mình mà đổi địa điểm ấy ạ, thì phải mang hết hồ sơ bệnh án, mang hết tất cả những cái kết quả của mình đã làm ở bưu điện đi nhá, để bác sĩ người ta xem xét cho, người ta kiểm tra cho mình thật là kỹ, sau đó thì quyết định làm, thì hy vọng là nó sẽ ổn chị ạ. Rồi, hy vọng chị sớm lên chức bà ngoại nhá. Xin chào chị. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Và đừng quên số điện thoại duy nhất của chúng tôi là 0243 826 2625 sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị vào tất cả các ngày trong tuần.